Thưa quý vị và các bạn, sẽ không ai nghĩ rằng có một ngày chúng ta sẽ có một con đường đi bộ và đạp xe bên cạnh dòng sông Tô Lịch. Thế nhưng ngày hôm nay, điều đó đã xảy ra. Tôi đang có mặt tại đây và trong thời gian tới, quý vị và các bạn sẽ được đi bộ hay đạp xe trên con đường này. Những người công nhân đằng sau lưng tôi đây đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng để có thể đưa con đường vào sử dụng trong tuần này. Trong hơn 20 năm qua, tuyến đường láng này đã thay đổi rất nhiều, từ khi chỉ là một con đường nhỏ ở phía bên kia đường, rồi thành hai làn và giờ đây mở rộng để có cả một con đường dành riêng cho việc đạp xe hay đi bộ. Để làm tuyến đường này, thành phố Hà Nội đã cho di rời 3 công trình gây ùn tắc giao thông, gồm cây xăng đầu cầu 361, khu vực của đội ứng trực xử lý thoát nước, chợ tạm ngã tư Sở và một số nhà vệ sinh công cộng. Tuyến đường này được trồng xen rất nhiều cây xanh, đó cũng là giải phân cách ngăn chia đường láng với đường đi bộ. Làn đường này được hình thành nhờ xén bờ kè sông Tô Lịch. Dự án được triển khai từ đầu năm nay với mục đích góp phần giảm ùn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhiều người. Đi bộ tiện hơn. Ngày xưa ở đây đoạn này là có một cái vỉa hè nhưng mà ụp sụp lắm, nên là đi bộ không được thoải mái lắm. Làm sao làm con sống nên là sạch nè, đừng có bốc mùi lên nữa thì tốt. Phía bên ngoài đường là dòng xe cộ đi lại rất là tấp nập, nhưng ở bên trong này, người dân chắc chắn sẽ cảm nhận được sự yên bình. Tuy nhiên, với những người đi bộ thì tôi có một lời khuyên cho quý vị, đó là hãy chuẩn bị những cái phụ kiện cần thiết và đặc biệt đó là khẩu trang để tránh mùi hôi bốc lên từ dưới dòng sông này.